Sau khi nấu một nồi canh chua, ức cá dứa rồi, bây giờ mình đi chiên cái lưng nha. Đó, cái món này bé rất là thích luôn nha các bạn. Bé trên đường đi về thăm bà ngoại đó, hôm nay là thứ bảy. Ngoài nhà ngoại chuẩn bị đồ ăn hết rồi, về một lát ngoại đi chơi với mấy bé thôi. Bây giờ mình lựa những cái ức mà ngon ha. Mình bỏ ở đây mình chiên giấm đường. Thì cái món này mình thấy cha con nó rất là thích nè, cho nên hôm nay bà ngoại làm luôn cái món này để khách Sài Gòn đây. Con cháu mình nó ăn rất là khó nha các bạn. Không có, nó không có ăn thịt này thịt kia mà ninh mà hầm. Nó ăn rất là đơn giản nhưng mà cũng hơi hơi khó, hơi nghiêm túc. Bây giờ mình bắt cái chảo lên. Thì cái món này là cái món mình thường làm cho bé ăn và ở nhà mình cũng ăn nữa đó. Rất là ngon đó nha các bạn. Dễ ăn lắm. Mà mình thấy trong cá dứa, cái da cá nó có nhiều DHA nè. Rồi nó có nhiều, cái mỡ thì có nhiều omega 3 nha. DHA, omega 3. Và nó có nhiều collagen. Mình thích ăn lắm. Collagen là ăn cho cái mặt mình nó không có chảy xệ nha các bạn. Tại vì cái da nó nè, có nhiều collagen lắm. Đây là cái phong cách ăn của nhà mình. Mình canh coi vàng, mình trở mặt nha các bạn. Trở mặt cho cái lớp da nó phồng lên. Nó vàng đều hai bên. Cái món này thì mình phải ăn cho nó vàng mới nó mới ngon. Nó cứng lại nó mới ngon nha. Khi chờ khô chiên vàng thì mình cho giấm và đường vô đây mình. Mình cho nó tan bớt các bạn. Giấm đường mình bỏ vô đây là hai muỗng giấm nha. Và một muỗng rưỡi đường muỗng này nè các bạn. Bắt bếp lên cho nó tan rồi mình gấp khô mình bỏ qua đây nha. Bây giờ đường nó đã tan rồi, mình gấp khô mình bỏ qua nha các bạn. Khô này nó ra mỡ dữ lắm. Tại vì khô mỡ mà, cho nên mình chiên mình bỏ ít dầu thôi. Đó, rồi mình rim lại vậy nè. Cái này là cái da nè, cái da mình ấy ra để cho mẹ ăn, còn ba thì ăn cái nạc, còn hai đứa con thì ăn mỡ, ăn cái bụng, thích cái nào ăn cái đó các bạn. Mẹ ăn da để cho cái mặt mẹ căng lên, da nó có nhiều collagen. Rồi bây giờ mình chở bề nha, bớt lửa ra rồi đó, để đường nó khét. Mình làm như vậy cho nó giảm cái đi cái độ mặn của khô nha các bạn. Khô này là mình đã nấu nước sôi, mình luộc hai lần, mình rửa sạch sẽ rồi, rồi mình đem mình hơi lại một nắng, mình mới đem mình để tủ lạnh. Mà các bạn làm sạch các bạn để tủ dưới vẫn được nha. Vậy là ăn được rồi đó. Sau khi nó cạn đường hết rồi chúng ta ăn được rồi.